rồi đi tour nè, đi tour thì đi núi, đi đất đỏ, rồi đi biển nữa. Nói chung là mình đi đủ cả thể loại hết. Thì nó bị Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã lại với channel của mình. Mình là anh Giang Âm đây. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ sơn lại cái bô với những cái chai sơn này. Sơn này là sơn chịu nhiệt nha. Thì trong cái video trước mình đã sơn cái bô của mình rồi. Thì có nhiều bạn hỏi mình á là khi mà mình sơn bô như vậy á thì sơn nó chịu được bao lâu, bền không? Sơn bền được bao lâu thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Bây giờ mình cho các bạn coi trước là cái bô của mình nó như thế nào nha. Đây. Đây là cái cổ bô của mình. Dưới này là cái phần bô mà dưới này nè, thì cái này nó bị tróc sơn à. Bữa mình chà rửa thì nó tróc luôn cái lớp sình, thì nó tróc luôn cái lớp sơn. Đây là cái phần dưới nè. Đây là cái phần ngay chỗ cái mối hàn thì nó cũng bị xét luôn rồi. Cái là dơ nha, cái này là sình đất nè. Nhưng mà nó cũng bị xét. Dưới này nó bị xét nè. Đó, bị xét rồi. Cái phần mối hàn là nó dễ bị xét nhất á. Còn phần này thì vẫn còn sơn bình thường nè. Đây là những cái phần người ta ít rửa xe tới nhất nè. Thì nó rất là dễ bị xét. Rất là dơ luôn. Trong này nữa. Ít ai mà rửa vô tới trong này lắm. Thường người ta sẽ rửa ở ngoài không à. Trừ khi nào các bạn rửa xe chi tiết thì nó sẽ rửa vô trong đó. Còn đây là phần bô bên này. Đó. Dưới này nè. Đó, nó bị xét dưới này nè các bạn. Dưới này nè. Mấy bạn để nó dơ lâu á thì nó chà nó không có ra, cho nên là thấy bô như vậy bây giờ mình sẽ sơn lại nha. Cái bô của mình á, theo cái cách sử dụng của mình á là mình chạy xe hàng ngày nha, mình đi xe hàng ngày và có đi tour luôn, đi tour đường núi đồi, có đi đường đất đỏ, đi tất cả các loại đường luôn. Nói chung là mình đi tour trong vòng 2 năm trời mình đi được 80.000 cây, có nghĩa trung bình một năm mình đi được 40.000 cây đi ha. Thì trong khoảng 6 tháng từ cái lúc video đó lên á thì khoảng 6 tháng sau là khoảng 20.000 cây á, là lúc đó cái sơn á nó bị xét và nó tróc một số điểm giống như là ngay chỗ mấy cái mối hàn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tháo ra đi rồi lát hồi mình sẽ quay chi tiết rồi mình sẽ nói là cái chất lượng sơn của nó bền được bao lâu ha. Điểm hồi đó mình sơn tới 3 lớp được, cho nên là mình cần tới 2 chai. Còn chai này là chai cũ nó vẫn còn nè. Đây là dụng cụ mình cần, giấy nhám để mình chà và bô. Thì bạn nào á mình mua ở đây mình không có cái dung dịch mà mình trát lên cái nó tự bung sơn ra, cái đó mình mua ở đây không có, chỗ mình không có, cho nên mình xài giấy nhám. Nhưng mà mình cũng không biết là dung dịch đó xài trên cái cổ bô nó có sao không nữa. Bạn nào thử rồi thì cho mình biết ý kiến nha, chứ mình chưa thử bao giờ, mình chỉ có xài giấy nhám thôi. Lưu ý hôm trước mình tháo á con ốc này cho cổ bô nè, ốc này nè, thì mấy bạn á nếu mà lần đầu mấy bạn mở á thì bạn nên ra tiệm kêu người ta mở giùm nha. Tại vì lúc mà ban đầu á người ta đã chích keo ở trong này rồi, mấy bạn mở rất là khó, phải dùng máy mới mở ra được. Con này mình đã có thai rồi thì mình không có sử dụng keo, cho nên là mình sẽ sử dụng tay mình tháo ra bình thường. Ít giấy báo này dò lại dưới lịch. Bây giờ mình sẽ lấy cái này nhét vô đây. Cái này mình nhét vô để cho bột quy đồ nó không có vô đó ở phía trong ha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tháo cái ốp mũ ra. Các bạn, đây là phía trong cái bô nha. Chạy lâu rồi thì nó sẽ bị dơ trong này nè. Đó. Trong bộ máy này thì cũng dơ giống vậy các bạn. Thì mấy bạn chạy khoảng 70-80 ngàn cây vậy các bạn tháo ra.
tháo hết cục máy ra. Tại vì lúc đó cục máy, ví dụ như cục máy mấy bạn chạy bầu á, thì mấy bạn thay nồi nè, rồi mấy bạn tháo hết cục máy ra vệ sinh. Tháo máy không phải là phá zin đâu bạn, tháo máy để cho máy nó tốt hơn, chứ không phải là mấy bạn cứ để giữ cái zin nó hoài là không có đúng, nó không có phải. Mấy bạn chạy quá trời lâu rồi tháo máy ra mấy bạn vệ sinh thì nó là chuyện bình thường. Mấy bạn tháo ra mấy bạn vệ sinh này không chừng nó chạy còn mạnh hơn lúc mà mấy bạn chưa tháo máy nữa. Tại vì chạy một khoảng thời gian thì thế nào nó cũng có ma sát, rồi nó cũng dơ trong thì nó sẽ chạy yếu lại. Đây là những cái phần nó bị dơ. Xét chỗ này, xét luôn. Nói chung là nó cũng khá là dơ. Bây giờ mình sẽ ra ngoài để mình chà rửa lại bằng giấy nhám. Các bạn, sau khi mình chà rửa xong rồi mình sẽ phơi nha các bạn, khoảng 10 phút để cho nó khô. Mấy bạn không biết đâu, mình nãy mình chà hơn cả tiếng đồng hồ luôn á. Nó chỉ có ra được như đây thôi. Tại vì cái những cái chỗ nào nó không có bị dơ thì nó bám sơn rất là chắc. Thì những cái chỗ đó chà nó rất là khổ. Tại vì nó 3 lớp rồi, mình sơn 3 lớp luôn mà. Cái này nó bị xét sơ sơ nè. Nói chung là mình chà hết tất cả có thể và để cho nó có độ nhám, để lát hồi mình xịt sơn lên á thì nó sẽ bám được. Ok, mình đợi phơi đó 10 phút nha. Rồi ok các bạn, đây. Bô nãy giờ mình phơi nửa tiếng đồng hồ luôn rồi, chứ không phải 10 phút nữa. Thì nó đã khô và nó đã nóng rồi. Những cái chỗ này nó cũng xước xước để nó dễ bám sơn hơn. Mình đang trên nóc nhà, cũng khá là gió đó. Đây là cái hiệu sơn nha bạn. Các bạn mua sơn mã H2 nè. Chai này có 300ml à. Ok, bây giờ mình sẽ sơn nha. Các bạn phải lắc đều nó trước. Lắc đều nó trước để cho nó trộn hỗn hợp sơn này lại. Khi mà sơn á, mấy bạn để khoảng cách xa nha. Đừng có để sát gần quá. Nếu mà sát gần quá thì sơn á, nó phun vô thì nó sẽ bị đóng cục. Các bạn để xa ra giống như nó phun sương nha. Thì nó sẽ đều màu hơn. Bây giờ mình sẽ sơn 3 lớp luôn nha. Bây giờ mình sẽ sơn lớp đầu tiên, xong đó mình để nửa tiếng phơi nắng nửa tiếng, xong rồi để xong rồi mình sẽ sơn lớp thứ hai. Bây giờ là 10 giờ sáng rồi, 10 rưỡi sáng rồi, nắng muốn chết luôn. Gió quá. Mình vừa sơn vừa quay cho nên là hơi bị khó. Nắng muốn khùng luôn mấy bạn ơi. Rồi, cơ bản mình đã phủ một lớp đầu tiên ở trên cái bô rồi. Mấy bạn xài giấy nhám, mấy bạn chà đều thì nó sẽ sơn nó sẽ bám chắc hơn. Rồi bây giờ mình sẽ phơi nửa tiếng nha. Nắng quá. Ok các bạn, đã hơn 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ sơn tiếp cái lớp thứ hai nha. Sơn tiếp cái lớp thứ hai đây.
các bạn. Thì mình đã sơn xong cái lớp thứ hai rồi. Lớp thứ hai thì mình sẽ dặm lại những cái chỗ mà cho nó đẹp lại cái lớp sơn cũ. Nó sẽ dày thêm một xíu nữa. Lớp đầu tiên á mình làm mỏng thôi. Lớp thứ hai thì mình sẽ làm dày xíu. Đây là sơn. Nó gần hết thì chứ nó chưa hết. Thì mình nghĩ là khoảng 1,5 kg là mấy bạn có thể sơn được 3 lớp á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để nó tới 12 giờ xong mình ra mình sơn tiếp. Ok các bạn. Đây là lớp sơn nè. Sau khi mình sơn 2 lớp rồi. Nó là sơn nhám cho nên là nó là vậy đây. Thì đây. 12 giờ mấy rồi. Bây giờ mình sẽ sơn cái lớp cuối cùng. Sau đó mình sẽ phơi nó tới chiều. Sau đó mình sẽ ráp vô. Hết rồi các bạn ơi. Rồi ok các bạn, mình vừa mới sơn xong cái lớp thứ 3. Thì mấy bạn có thể sơn 2 lớp cũng được, không sao. Mình kỹ hơn thì mình sơn 3 lớp thôi. Tại vì mình dư sơn mà. Thì mình xài hết 1,5 chai rồi. Có 1,5 chai thôi chứ không có tới 2 chai. Đây. Đó. Đây cái lớp sơn vừa mới sơn xong cái lớp thứ 3. Thì nó khiến cho cái bô nó nặng hơn chứ nó không có gì hết. Sơn thì nó cũng ấy mà, nó bám vô thì khiến bô nặng hơn thôi. Thì thường nhiều bạn chạy bô độ để nhẹ xe với lại cho nó có tiếng bô quy lực á. Còn mình thì theo chủ nghĩa là đồ zin tốt thì mình xài thôi. Mình không có ồn ào náo nhiệt cho nên là thôi xài bô zin. Đó thì sau mình sơn xong rồi, bây giờ mình để cho nó để khoảng 2-3 tiếng thôi, mình để tới chiều luôn đi. Thì mình lấy vô xong rồi mình ráp lại rồi mình chạy. Thì cái này mấy bạn phải để cho nó có khoảng thời gian để cho nó khô nha. Sơn mà. Chứ mấy bạn vừa mới sơn xong mấy bạn để khoảng nửa tiếng mấy bạn đi thì nếu mà nó cát đá gì bắn vô thì nó sẽ tạo ra vết xước. Cũng xấu xe, xấu cái bô thôi. Đó, mình sơn thì mình sơn kỹ mấy cái chỗ này nè. Mấy chỗ này hay bị khuất nè. Mấy kẻ nè, mấy bạn xịt kỹ vô mấy cái chỗ này. Đó, mấy cái kẻ. Xịt vô mấy kẻ cho nó không bị xét. Rồi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ để nó khoảng 2 tiếng, 3 tiếng hồ đi. Ok bạn, thì đây là cái bô mình mới sơn xong nè. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ lắp nó vô nha. Cái phần này nè, nếu bạn canh cho nó ngay nha, đừng để nó bị méo. Méo thì cái hơi ở đây nó bị nó ra ngoài hết à. Tiếng bô của nó bị kêu sẹt á, cho nên là mấy bạn phải canh cho nó ngay nha, xong mới xiết ốc lại. Bây giờ mình sẽ nổ máy xe để coi là cái phần hơi của nó ngay chỗ này nó có bị xì ra hay không.
thì không có xì gì hết. Nói chung là ok đó. Bây giờ mình sẽ ráp dàn mũ vô. Rồi, ok các bạn, thì cuối cùng của mình thì cũng đã lắp cái bô vô xong rồi, mình đã sơn xong rồi. Thì mình xin chia sẻ là nếu mà mấy bạn sơn như mình á, thì nước sơn nó có bền không và bền trong bao lâu. Mình xin chia sẻ là khi mà mình đăng cái video đó lên á, thì khoảng 6 tháng sau thì cái bô nó sẽ có hiện tượng là nó bị sét ở đây. Tại vì trong đây nó rửa không tới, thì nó bị sét sét đất đỏ trong đây, với lại dưới này ngay chỗ mấy cái mối nè, nó bị sét. Thì chỗ này nó rửa không tới thì nó bị sét. Còn những cái phần trên này á, thì nó vẫn bình thường, không sao hết. Nó chỉ hơi bạc bạc thôi, tại vì thời gian chạy thì nó sẽ bị bạc. Nó không được còn được đen bóng. Nói chung là nó không uy tróc sơn. Sơn nó vậy á. Tại vì mấy bạn chạy thì máy nó nóng lên thì nó bị bạc bạc cái màu sơn thôi. Thì mình chạy khoảng 6 tháng. 6 tháng đó là mình chạy 20.000 cây các bạn. Đó, khoảng 20.000 cây. Thì mình có đi tour nè, mình đi hàng ngày, mình đi làm nè, rồi đi tour nè, đi tour thì đi núi, đi đất đỏ, rồi đi biển nữa. Nói chung là mình đi đủ cả thể loại hết. Thì nó bị, nói chung là bị bạc mấy dưới này thôi, bị sét dưới này, nó bị mất miếng sơn á. Với lại đất dính đất đỏ thì nó bị sét dưới đó thôi. Còn lại những cái phần mà đất đỏ không vô được hoặc là rửa thường xuyên á, thì nước sơn vẫn còn. Đó, nói chung là nếu mà mấy bạn đi kỹ hoặc mà mấy bạn đi ít á, thì nước sơn nó có thể lâu hơn khoảng 1 năm. Đó, khoảng 1 năm hoặc 2 năm gì đó, tùy theo mấy bạn chạy nhiều hay chạy ít thôi. Còn mình thì nói chung là khoảng 20.000 cây thì nước sơn á, ngay chỗ mấy cái chỗ mà dễ đất đá bám, ngay chỗ mà đất đỏ nó bám mà mấy bạn không rửa được á, thì nó sẽ bị sét mấy chỗ đó thôi. Còn lại thì rất là ok. Hồi nãy mình chà rửa dưới này nè, mấy dưới này nè, thì nước sơn của nó bám dữ quá, mình chà muốn chết luôn nó mới ra. Đó là kinh nghiệm của mình khi mà mình rửa lại, mình sơn lại lần hai. Đây là lần hai mình sơn cái bô của mình, và lần trước mình sơn khoảng 2.5 chai, lần này mình sơn có 1.5 chai à, là mình rút kinh nghiệm được rồi, mình không có sơn tào lao nữa. Với lại gió hôm nay ít, chứ hôm bữa mình sơn á, gió quá trời gió luôn, nó thổi sơn bay mất tiêu, nó tốn, nó hao sơn. Thì đợt này mình tốn có 1.5 chai à. Đó, mấy bạn có thể mua 2 chai cũng được, hoặc là mấy bạn sơn 2 lớp cũng được, không cần phải sơn 3 lớp giống mình. Mình thì mình kỹ thôi, với mình đi nhiều nữa thì mình sơn 3 lớp để thời gian của nó bạc màu, thời gian của nó ấy lâu hơn. 3 lớp thì nó nặng cái bô hơn nữa các bạn. Đó, đây, cho các bạn nhìn kỹ lại một lần nữa nha. Hôm nay nãy mình không dám đi rửa xe tại vì cái bô này nó bị hở mà. Mình không có gì bịt bịch nó lại chắc chắn hết, cho nên là thôi mình không rửa luôn. Mình chỉ có sơn cái bô thôi. Thì bữa sau mình sẽ rửa xe, mình sẽ tháo dàn áo ra để mình sửa rửa hết tất cả. Đó, rồi ok. Thì video của mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Mấy bạn có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới, mình sẽ chia sẻ những cái vấn đề về xe cho mấy bạn. Cái vấn đề nào mà mình đã từng trải qua mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Tại vì mình cũng quen nhiều bạn làm tiệm bảo dưỡng xe, rửa xe này nọ, thì mình có thể hỏi mấy bạn đó để giải đáp cho các bạn nữa. Ok, thì vậy ha. Video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye.